người ta đánh giá mình không có tiền xấu trai thì phải làm sao? Tiền xấu trai là gì? Xấu trai là mình xấu á, mặt không có Là chê chê mặt mũi mình xấu. người chơi nói xấu á, đúng rồi. Ta chơi lỗ mũi mình xấu đúng không? Hay là người ta chơi mình lùn đi? Hay là người ta chơi mình nó xấu trai đi? Ok, bây giờ em chê anh đi. Lỗ mũi anh xấu, anh lùn đi, xong tóc anh bạc đi. Chê. Hết trên cái bề ngoài của anh đi. Em chê đi. Sao giờ này mày mày mập thù lùi tại làm gì đó, Ừ đúng làm rồi. gì mập thù lùi vậy? Ừ đúng rồi. Rồi rồi sao giờ này mày không thấy có tiền bạc gì, mày mày làm gì Ok. đó mà mày không có tiền bạc gì vậy hả? Ok, bây giờ em đang đánh giá giữa cái mập hay là giữa cái tiền? Đánh giá Giữa cả hai luôn. cái. Ok. Ok, đúng rồi. Có coi mày mày có tiền cho tao mượn không? Không, mày có tiền mượn tiền sao mày trả tao? Ok, gì quan tâm gì ạ? Tôi tưởng là mày quan tâm mày hỏi dù tao có tiền hay không để mày cho mượn hay là giúp đỡ là gì? Mày không giúp đỡ là mày quan tâm dù tiền tao có tiền hay không gì? Tao tưởng là mày hỏi để mày giúp tao là gì? Giờ mày hỏi để đánh giá tao. Mày hỏi để đánh giá tao hay là gì? Ok. Hùng, đâu mà em chọc ghẹo anh, dụ mặt mũi anh, dụ tóc bạc của anh, hay là dụ anh lùn hay là mập gì vậy? Trời Thì ơi, cái mặt anh, cái mặt anh Tài đâu mà tròn tròn queo à. Cái răng thì lộn xộn không có đều gì hết, đúng rồi. râu thì không có cạo gọn gàng lại để Ok, đúng rồi. Còn gì nữa không? đầu thì hói vô, người thì lùn. Còn gì nữa không? Nhìn già tóc bạc nhăn nheo hết trơn. Ok, còn gì nữa không? Ừ, chị nói vậy thôi đó. Gì hả? Có nhiêu đó hả? Có nhiêu đó à? Chị nhiều đó thôi là thấy xấu lắm rồi. Ok. Còn gì nữa không? Ừ thì chị nói vậy thôi đó. Ok. Nói xong chưa? Chơi xong chưa? Sao em thấy không? Anh lý do anh phải mày, có nhiều chuyện á, bông của mình là đánh giá mình á, hay là chọc ghẹo mình á, mình không cần nói phó nữa. Ok, bây giờ để mình sẵn mình tập được ha. Ok, để anh tập với thằng Khôi trước. Ê Khôi, trời, cái mắt mày mẹ hí mẹ kỳ cục vậy. Thì nó hí thì nó hí thôi chứ sao. Em không cần cãi lời. Tại vì mình cãi là gì đó không? Giống như em mới nói gì đó không? Nó có cái dấu hiệu đó không? Nó có một phần nhỏ trong đó là mình đang xin phép, xin cái sự chấp nhận của anh. Hồi nãy anh nói anh sao? Đâu, em chọc anh mắc hí. Ừ, sao sao anh toàn mắt hí à? Còn gì nữa không? Nó khác nhau làm sao? Thì mình mà Các anh làm cho nó sự chấp nhận. đúng rồi, anh đúng rồi, anh cho em sự chấp nhận đó, là em nói đúng đó. Vậy đó, anh cho phép anh nói chuyện thêm đó. Có nói gì nữa không? Có, cũng mà em anh nói em á là em mắc hí đó, em làm gì? Em đang á xin sự chấp nhận. Thấy không? Nó khác nhau cái là gì đó. Em nói sao nói bông, anh nói anh bông à, hey trời mà mắt trời khói mắt mày mà nó hí chết mẹ gì.
mày có thấy đường không đó, mày đi mày có thấy đường, mày mắt mày nó hiếc gì, mày đi mày có thấy đường không? Thí dụ như em trả lời đi, em cũng mà nói như em trả lời đi, cà phê sữa đá này ngon thiệt, em trả lời gì đi? Ừ. Ê, coi Được, mắt bắt mày lại coi thế. mà mắt mày nó hí, mày không bắn mắt, mày đi mày có thấy đường được không vậy mày? Rồi em nói cà phê sữa đá này ngon lắm á, ngon thiệt. Cái cà phê sữa đá này nó cũng ngon. Nó ngon thiệt ha. Tại sao vậy? Em trả lời gì đúng đó. Tại sao em trả lời là nó đúng? Tại vì cái chữ em dùng đó nó không quan trọng bằng đó là cái ý của em. Cái ý của em đó, em không cần xin phép ai chứ, không có sự cần sự chấp nhận của anh. Không? Mẹ tôi nói mày mắc hiếp mà mày đi nói chuyện cà phê mẹ sữa đá nó ngon là làm sao? Cái mẹ đó. Tao muốn nói gì tao nói à. Ai biểu tao phải trả lời mày? Tao đâu cấm mày nói mẹ Cho mắc đi đâu. hoặc Sao mày cấm hoặc tao? hoặc hoặc có thể là mình không thèm trả lời nó cũng được đó. Đúng rồi, không có trả lời nữa. Nó nói chuyện tào lao á, trả lời làm gì, mắc 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 công mình mệt thêm đó. Đúng rồi. Đau Hùng, xin em này ha. Ê Hùng, trời đất ơi, mẹ mày kiếm gì mang cao chút chứ Hùng. Mẹ mày tướng mày lùn gì, mẹ ăn gái nào mà thích mày. Còn gì nữa không? Trời, cái mặt mày mẹ nó sạch lép như mẹ như cái bánh xèo vậy đó. Còn gì nói nữa không? Nói tiếp đi. Mà em cũng mà em nói gì đó không? Cái giọng nói của em á, cái giọng của em á, chứ không phải cái chữ em nói nha, cái giọng của em á nó phải em bây giờ anh hỏi coi nè, ê, cái giọng của nó thấy sao coi? Thấy nó như kiểu là cũng có hơi sự tức giận nhưng Đúng rồi, là nó phạm cái luật gì của người đàn ông mạnh mẽ? không có để nào điều khiển gì hết. Mình không có để cái lời nói của thằng khác đó điều khiển cái cảm xúc của mình, em thấy không? Không, dù anh em mình chỉ đóng kịch nha, mình chỉ tập luyện nhau thôi, mà em có thấy rằng là cái giọng nói của mình nó tức giận không? Ok, bây giờ em chọc anh đi. Em lắng nghe cái giọng nói của anh nè. Anh Tài sao anh Tài lùng như vậy? Vậy sao? Thì mang thêm 7 tấc nữa mới tán được gái. Vậy sao? Ok. Còn, em còn gì nữa không? Mặt anh xấu quá. Vậy gái nó nhìn thấy nó sợ nó chạy hết trơn. Ok. Còn gì nữa? Ok, cái giọng nói của anh á nó khác nhau làm sao? Cái giọng của anh á, đừng có quan tâm cái chữ anh nói là gì, cái từ anh nói là gì. Cái giọng của anh á nó làm sao? Nó bằng bằng nhau hết à, Nó bằng cái nhau, giọng nó giống như nó, anh bất ngờ. Ủa, vì sao? Anh lùng hả? Ồ, có mặt anh xấu hả? Ồ, ok. Vì sao? Còn gì nữa không? dạ Em vậy thấy nó khác gì sao? là cái trường hợp của em là em hơi bị gằn giọng lên, còn cái trường hợp của em là anh chỉ nói đều đều ngang ngang như nói chuyện bình thường thôi. Đúng rồi, nói bình thường, em không biết anh tức giận hay là không. Phải không? Rồi, bây giờ mình thử thêm lần nữa. Ê, trời đất ơi, Hùng, trời cái tướng mày mẹ lùng tịt gì mày, ăn gái nào thích mày? Ồ, anh nói tiếp nữa. Trời, nói tiếp gì mẹ, cái mặt mày á, mẹ nhìn mẹ cái mặt mày á như cái bánh xèo vậy, nó sạch lép như cái bánh xèo vậy đó. Mẹ con gái nào mà nó mê mày? Còn gì nữa không? Mẹ cái gì vậy? Mẹ mày mà có người gì đó không? Mẹ gặp mày cái mặt mày đó không? Mẹ bả sẽ từ chối mày liền á, bả không có chấp nhận là bả là người gì mày nữa đó.
mày hên đó không, mày mày không có cùi ấy chứ, mày mày nhìn nhìn tay chân mày mày đang thui gì, mẹ có mày sanh ra đó, mẹ má mày cha mẹ mày có chấp nhận là mày là con của bà không? Chắc tao buồn lắm á, thấy mày đang thui mẹ như thằng Campuchia vậy đó, thằng mẹ châu, chắc tưởng là mẹ người châu Phi nào á. Hay quá, còn gì nữa không, nói tiếp đi. Không không ok thì đó, cái giọng nói của em á nó bớt giận hơn, nó bớt giận hơn, như hồi nãy 10 phong bây giờ nó xuống đó, còn 3 mà nó vẫn còn nữa đó. Ừ, nó vẫn còn đó, em phải làm như em hết hồn vậy đó. Ủa vậy sao mình đen hả, vậy sao đen như châu Phi vậy hả, đen như Mỹ đen vậy, ồ vậy sao còn gì nữa không? Dạ không, mình không có thể hiện rằng đó là nó thôi đen nghĩ sao mình xấu tới mức đó luôn hả, ừ nghĩ sao. Dạ vậy cái này là mình phải tập luyện thường xuyên rồi anh Tài. Đúng rồi, mình tập luyện không, tập luyện sao mình, mẹ mình kêu thằng anh thằng em mình đó mà coi, ê, mình coi video với anh Tài nữa không, ok bây giờ tao với mẹ tập luyện nha, mình nói với Trang như mình đọc lại mình tập cái giọng mà anh Tài nói thôi được không, đâu mình nói cái giọng thử nó khác nhau sao không, là mình cố tình đó không. Ủa em nói anh đó lùng hả, lùng sao đâu anh nói thêm ơi không, để mình tập luyện á, mình nói sai mình nói đúng, mình nói sai mình nói đúng để mình biết á cái phân biệt nó khác nhau là sao. Ok cái lý do mà như thằng Thành á nó cảm ơn anh Tài á, bỏ thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho tụi em. Ok cái lý do mà anh bỏ thời gian ngày hôm nay đó không, anh có thể làm cái livestream ngay bữa Tết này đúng không, anh chúc mừng Tết cho tụi em, anh có thể nói dù cái tiền mã quá, anh có nói tiền dù cái mình cô gái làm sao đồ hay là gì đó, mà trong hết trơn cái lĩnh vực mà anh có thể chia sẻ với tụi em được, mấy cái bài học với kinh nghiệm anh chia sẻ được không, anh để ý rằng là cái mà nó đang cản trở tụi em nhiều nhất đó không, là tụi em ra ngoài đời đó tụi em sợ người ta đánh giá mình, bởi vì anh cố tình á anh bỏ thời gian ra đó anh làm ngày hôm nay để cho mà tụi em á bị cái hoàn cảnh đó tụi em á coi cái video này để cho tụi em á học được cái bài học đó, là mình đừng có để cho cái thằng chó đẻ nào đó nó đánh giá mình, nó chọc ghẹo mình mà nó cản trở cái cuộc sống của mình, em hiểu không, mình không có làm cái chuyện đó, mà cái người á mà thiệt tình đánh giá mình đúng đó biết không, thì mình phải suy nghĩ lại coi đó, mình có muốn họ làm gì không, như họ đánh giá mình đó là mình lùng đi, thế là mình không thay đổi được cái chuyện, mình không thay đổi được mình quan tâm làm gì, ông trời ông sao anh ra 1m8 đi, anh muốn cao thêm đó, anh không cao thêm hơn được nữa, thấy không, thế anh quan tâm làm gì, có như em đánh giá nữa trời ơi anh Tài mẹ 1m8 mà anh tới 200 kg vậy, ok cái đó anh thay đổi được, thì anh phải hỏi đúng không, là anh muốn thay đổi hay là không, anh muốn á anh 200 kg gì đó anh mập gì đó người ta chọc ghẹo gì đó anh có chấp nhận không, không chấp nhận đúng không, thì mẹ bớt ăn đi tập thể thao á, đi chạy bộ hay đi bộ gì đó để cho nó bớt mỡ, còn á anh mà chịu ăn uống chịu mập gì đó không rồi xong ta đánh giá mình gì đó thì á là họ có phép có quyền làm gì, dù nó không phải là cái chuyện lịch sử đi mà họ có quyền đánh giá gì được, tụi em thấy không? Không thấy? Yeah.